mới phát hiện ra một cái loại mắm làm mắm chưng ăn rất là ngon, nhanh gọn lẹ trong vòng 3 nốt nhạc, không có cần bầm, không có cần nấu lên rồi rây qua rây lại mất công. Ta nói chưng với trứng muối nó vừa béo mà nó vừa thơm, đó chính là mắm xay từ cá linh và cá sả, cá xay nhuyễn mịn, không có còn miếng xương nào luôn á. Cái món mắm chưng của mình mà muốn ngon tuyệt đối á là trước tiên phải có càng với lại rau sống, càng nhiều thì nó càng ngon. Hôm nay mọi người xem clip của Huyền, ngoài cái tiếng cắt rau bụp bụp ra thì còn cái âm thanh quen thuộc đặc sản của miền Tây đó. Ta nói một tuần có 7 ngày mà hát hết 6 ngày, nhiều khi nấu ăn muốn lấy cái tiếng xèo xèo cho nó vui tai, toàn là nghe đờn giọng cổ với lại chữ tình bolero, không thôi thì nhạc cha cha cha, sung sung nữa thì remix rì chuối. Cái là ở dưới quê á, nếu mà ăn mắm á là không có cần chạy đi chợ chi xa xôi đâu, dạo qua dạo lại bên nhà hàng xóm á, coi ngó cái gì ăn được thì mình xin chỗ một chút là đủ à. Dạo này trời nắng nóng quá chừng luôn, Huyền muốn đi ruộng nhưng mà cũng ngại á, nó nóng muốn rát da vậy đó. Đi ra hái bông súng thì cũng ngại lội, cho nên là thôi bữa nay lấy cái cần móc ra móc, nhìn vậy thôi chứ không có đơn giản đâu nha, phải có thế mới móc được đó. Còn mà mình không có biết thế nữa đó, giật ngang cái là cái bông nó lật lìa cộng ở lại. Nói nhỏ cho mọi người nghe nha, những cái loại rau hồi sớm vào Huyền hái toàn là sinh của nhà người ta không á, chứ cái vườn rau của Huyền bữa nay cỏ nó mọc tốt hơn rau rồi. Nay Huyền thu hoạch được một xỉa rau quá chừng luôn, nào là càng cua, khổ qua, cà nâu, cà pháo, lá cách này, rồi đậu rồng, chu đủ, bắp chuối, cà chua, chuối chát, có thêm vài trái mướp nữa. Nhiều khi quay clip á thì mình kiếm cho nó đa dạng phong phú, quay lên nhìn cho nó bắt mắt với hấp dẫn, chứ bình thường nhà Huyền ăn mắm chân á cứ cà nâu với chuối chát làm tới cũng ngon. Còn mình quay clip thì mình làm xiên xíu. Rồi bây giờ món mắm chưng thì tất nhiên nguyên liệu chính không thể thiếu mắm rồi. Nhà dựng hai Huyền bán mắm mà, bởi vậy lúc nào muốn ăn cũng sẵn có hết trơn á, được tài trợ không có tốn tiền. Trước giờ làm mắm á, Huyền toàn là nấu nguyên con lên rồi sau đó lọc qua cái rây. Làm vậy thì nó mất công dữ lắm. Đợt này á nắm bắt tâm lý của khách hàng. Ông dượng của Huyền là Khang Miệt Vườn đó. Ông bán cái món mắm xay từ cá linh với lại cá sặc nè. Mắm vừa ăn không có quá mặn mà cũng không có bị ngọt đường nha. Ông biết xay bằng cách nào á mà cái mắm mịn tưng, không có còn miếng xương luôn. Chỉ cần để thịt bằm rồi mình cho vài muỗng mắm vô theo khẩu vị của gia đình, rồi nêm nếm gia vị thêm xíu bột ngọt với lại đường, rồi bỏ tiêu hành tỏi vô, vậy là xong. Một hũ mắm như vậy á là mình có thể chưng được 1,5 kg thịt bằm á mọi người. Giờ á, để cho cái món mắm chưng của Huyền được béo hơn á thì Huyền sẽ lấy thêm 6 cái trứng hộp vịt muối. Nhà của Huyền lúc nào là cũng có sẵn mấy ngàn cái hộp vịt muối vậy đó, để làm pate trứng muối cho mọi người đó nghe. Hồi xưa nhà Huyền có mấy cây dừa hả, mà mỗi tháng gom là chụm còn không hết nữa. Mà từ hồi á Huyền quay clip nấu ăn bằng bếp củi nè, rồi ở nhà cũng hay dùng bếp củi nữa. Pate hay là chế biến sản phẩm gì á đa số là dùng bếp củi, cho nên là xài hao quá chừng, phải đi mua thêm vòng vòng xóm nữa đó. Vậy là mấy cô trong xóm của Huyền á, ai mà siêng đi chặt củi á là lại có thêm một nguồn thu nhập mới nữa. Giờ món mắm của mình đã sẵn sàng rồi, bắt cái nồi nước lên rồi cho cái mắm chưng có hộp vịt muối vô. Trong thời gian chờ đợi cho cái tô mắm của mình chín á thì mình sẽ đi cắt các loại rau, cà, khổ qua. Ta nói dùng cái dao của nhà bà Tiền Sophia nó bén ngót, sắc đã gì đâu luôn á. Ở đây có ai chơi ngược đời như Huyền không, ăn mắm chưng mà ăn với lại đu đủ hờm. Tại Huyền thấy nó giòn giòn ngọt ngọt á, cho nên Huyền rất là thích ăn. Nhìn cái mâm rau này là thấy ăn tiền rồi đó. Cái mắm này nè, chưng nó cũng hơi bị lâu chín mà á. Trong lúc chưng mọi người nhớ dỡ nắp ra rồi nghiêng cái tô cho nước nó chảy ra ngoài, chứ không thôi là cái tô mắm nó bị nông nước nhiều lắm. Sau khi mắm gần chín á thì mình phết một cái lớp lòng đỏ hộp vịt lên trên, vậy là cái tô mắm của mình nó vàng ngứa rất là hấp dẫn luôn. Ta nói mở cái nắp ra một cái là cái mùi mắm nó thơm phức. Cái món mắm này nó ngon nhưng mà nó cũng hơi độc à nha, kiểu như ai mà đang muốn bệnh trong người với lại có bệnh nhất á là nên kiêng ăn mắm nha mọi người. Nói thì nói vậy á, ở nhà mấy bà dì của Huyền bác cũng nhức mỏi nhiều á, mà mỗi lần nghe mùi mắm nấu lên là không có ai nhịn nổi hết trơn á, ít nhiều gì cũng ăn miếng. Bông súng với rau càng cua thì nó giòn rụm, chấm với cái miếng mắm nó béo béo thơm thơm mặn mặn nữa. Nhà của Huyền một tháng á là hầu như chiếm 50% là ăn mắm rồi đó mọi người. Nay á thì mắm chưng, mai á thì mắm kho, ngày mốt á thì bún nước lèo, còn không thôi á thì mắm sống chấm rau ăn tới. Ai không có ăn được mắm á thì sẽ nghĩ là nó thúi, nhưng mà ăn được rồi là bị ghiền á mọi người, lâu lâu không ăn là thèm chịu không có nổi. Mà công nhận nha, không phải Dượng Hai tôi bán mà tôi khen đâu nha mấy bà, cái mắm này nó vừa ăn dữ lắm luôn. Mà kiểu như nó tiện á, nhiều khi mình dạo mắm mình không biết đường, mình đổ nước nhiều cái mắm của mình lỏng le. Còn cái này người ta xay mắm nguyên si luôn, vừa đậm đà thơm ngon mà nó nhuyễn mịn nữa. Ai mà ưng ăn mắm giống như Huyền á thì tậu về luyện hủ đi nha. Ừ.